Hơi xúc động ạ. Xúc động hả? Chắc là cũng có một cái trắc trở gì trong tình yêu đúng không? Em xin lỗi, em hơi xúc động. Không sao, từ từ. Tổn thương rất là lớn bởi cái sự gia trưởng của người đàn ông. Gia trưởng và độc đoán. Cũng có những người rất là yêu thương gia đình, rất là trách nhiệm với gia đình, và họ lấy đó là cái lý do để cho họ gia trưởng. Là tại vì gia đình nhà em á, chỉ có em là con một thôi. Ba mẹ em cũng đã lớn tuổi rồi, cũng có bệnh trong người nữa. Anh cũng chưa cho em cái cảm giác được là người này có thể bảo vệ và che chở mình được. Con là Trần Văn Mùi ạ. Quê con thì ở Nam Định. Con hiện tại sống cùng gia đình ở Đắk Nông ạ. Ở gia đình có làm mô hình nhỏ nhỏ về trồng trọt, về chăn nuôi ạ. Mình vẫn đang ở Đắk Nông hả? Dạ, gia đình. Rồi, đó, lý lịch trích ngang của nhà trai vậy đó. Bây giờ chúng ta nghe lý lịch trích ngang của nhà gái nè. Dạ, xin chào chị Ngọc Lan. Chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả trong phim trường và đang xem truyền hình. Em tên là Ngọc Quý, em đến từ thành phố Đồng Xoài của tỉnh Bình Phước ạ. Vậy là sát bên rồi. Dạ, dạ. Rồi, năm nay cô gái của mình bao nhiêu tuổi? Em 29 tuổi ạ. Em hiện tại là giao dịch viên ngân hàng ạ. Hồi trước thì em có một thời gian là học tập ở Sài Gòn, cũng có làm ở Sài Gòn một năm. Sau đó thì em về quê làm việc và công tác tới giờ khoảng cũng đã gần 5 năm rồi. Tức là bây giờ mình sống ở Bình Phước luôn. Dạ đúng rồi. Bên đây là nông trại ha. Dạ dạ. Trồng được bao nhiêu cà phê cao su nè? Con trồng tiêu với cà phê ạ. Hai cái chữ đi chung không có hên đâu. Dạ dạ. Trồng được nhiều không Mùi? Dạ tính là cỡ khoảng 4 hectare. 4 hectare nha Lan nha. Làm nông gì chắc khỏe dữ lắm hả? Trời ơi, làm nông tao khỏe re. Cuồn cuộn không? Cuồn. Thôi, đừng nhắc tới từ đó cưng. Ủa, xin lỗi. Không để ý. Bây giờ mình tới với ưu điểm và khuyết điểm luôn đi nhà trai. Về vấn đề các môn thể dục thể thao thì cũng có chút khỏe đúng không? Dạ dạ dạ. Khi tốt nghiệp lớp 12 trung học xong rồi dạ. Mùi làm gì? Trước con học ở dưới Sài Gòn xong. Học con, gì? Con về điện tử ạ. Học điện tử, công nghiệp điện tử ạ. Đại học công nghiệp hả? Dạ. Xong tốt nghiệp xong rồi không làm sao đi về quê? Con có làm, ý là con ra công ty làm được một thời gian, nhưng mà ý là do sức khỏe của bố mẹ con á, thì lại hiện tại là không về chăm sóc sức khỏe dạ, bố mẹ nên là con chuyển. Dạ dạ dạ. Khuyết điểm nào không? Ý là nói chuyện với nhiều khi gặp bạn gái kiểu run, gặp bạn gái kiểu run. Ngồi đây mà còn run đừng có chi gặp bạn gái. Ưu điểm khuyết điểm của mình là gì cưng? Nếu mà nói ưu điểm thì em thấy em là người rất là tận tình á, có tâm, rồi rất là tỉ mỉ, cẩn thận. Cái đó nó cũng chính là cái khuyết điểm của em luôn. Đó là tại vì em tỉ mỉ quá nên thành ra là tính của em nó sẽ hơi chậm so với người khác. Đôi lúc á, mình suy nghĩ cho người khác nhiều quá thì nhiều khi bản thân mình hay tủi thân. Nói chung nhà gái bên đây á dịu dàng mà nội tâm lắm. Còn bên nhà trai thì hơi nhút nhát chút. Ông này nhút nhát hả? Để tôi qua tôi khui thử coi. Nhút nhát lắm. Đó. Qua mình coi ra sao. Dạ em chào chị ạ. Hello chàng trai. Em chị ạ. Chào em. Trời ơi chắc khỏe quá hả? Trời ơi tướng chắc rụi luôn hả? Bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình ạ. Các mối tình đó nó có đậm sâu không em? Có mối tình nói chung là gần nhất thì hơi đậm sâu một chút. Ý là chúng em quen nhau tình cờ, nói chung là cũng nói chung về bên Bình Phước. Xong em gặp cô. Bình Phước hả? Dạ dạ. Bên kia Bình Phước đó. Về đi đám rồi gặp cô ở đám. Xong rồi hai đứa làm quen với nhau. Rồi yêu nhau mấy năm? Dạ 2 năm ạ. Gia đình cô thì muốn cô học tiếp rồi đi gọi là đi du học ở bên nước ngoài. Được chưa? Nhà trai tôi được chưa? Ok. Chịu. Có nhà gái coi sao mà đúng. Qua soi mói nhà trai tôi dữ vậy. Ôi trời đất ơi dễ đó. Thương. Chào cô gái ngân hàng. Dạ em chào anh. Có mấy mối tình rồi? Dạ em thì cũng trải qua là chắc cũng 4-5 mối tình rồi. Sao ít vậy ta? Thì cũng có những mối quan hệ thì em cũng quen một vài tháng thôi. Còn cũng có những mối quan hệ thì có thể quen được 1 năm. 1 năm, lý do gì mình chia tay vậy? Em hơi xúc động. Xúc động hả? Chắc là cũng có một cái trắc trở gì trong tình yêu đúng không? Em xin lỗi. Em hơi xúc động. Không sao, từ từ. Cái gì cũng vậy, cũng phải có trải qua rồi thì mình mới cứng cáp được. Cái người đứng bên cạnh em á cũng có nhiều tổn thương lắm đó. Chị Lan là một trong những thần tượng của em á. Thấy chưa? Là cái người mà em đã theo dõi từ rất là lâu rồi. Từ hồi mà em mới học lớp 8, lớp 9 thôi, chứ không phải là bây giờ nữa. Nói chung là những chuyện thực tế thì như thế nào thì em không biết, nhưng mà những cái bài báo mà về chị Lan thì em đều có theo dõi hết. Thực tế nó còn kinh khủng hơn bài báo nữa đó em. Dạ mình bớt nói Thế thì bây giờ chị Lan hỏi cái này nè. Có gọi được tên của nó hay không? Để cho chị Lan biết. Chị Lan qua bên kia chị Lan hỏi là cái người đó
có những cái mà của cái người cũ có hay không để né ra. Chị tổn thương rất là lớn bởi cái sự gia trưởng của người đàn ông. Gia trưởng và độc đoán. Cũng có những người rất là yêu thương gia đình, rất là trách nhiệm với gia đình, và họ lấy đó là cái lý do để cho họ gia trưởng. Hợp lý. Vậy thì bây giờ với cái người sắp tới mà em sẽ đồng hành thì em mong muốn người đó sẽ như thế nào? Hai cái điểm mà em không thích nhất đó là, một là sự gia trưởng độc đoán, hai đó là sự ki bo keo kiệt. Thì nói trước là về ngoại hình trước đi. Ừ, ngoại hình đi. Tại vì chiều cao em cũng hơi tầm trung á, ý là cũng cao cao. Có cao. Em mong muốn cao nhiêu cưng? 1m7 trở lên. Có lo gì chứ á, xin lỗi á, 1m7 mấy luôn. Không, gần thôi ạ, gần. Tôi 7 mấy đó. Mắt không thấy, tai không nghe, đều có chuyện gì hết. Phải tự tin lên chứ. Dạ. Đừng mong trắng nha, nhà làm nông không trắng được. Đen mới mạnh mẽ. Trắng đen thì không quan trọng đâu, quan trọng là phải là sạch sẽ, tươm tất, chỉnh chu một tí chứ đừng có xòe xòa quá. Đến với chương trình mặc một bộ đồ rất là dễ thương, lịch sự. Lịch sự. Còn về tính cách thì em thích người có tính điềm đạm, chững chạc, có trách nhiệm, và cái người đó, tại vì bản thân em cũng là một người rất là nhạy cảm, nên là em mong là bạn nam cũng là người tâm lý một xíu. Tôi nói thiệt nha, tôi là con gái tôi lấy ông này liền. Mà em hiền khô. Còn tôi là đàn ông tôi lấy bà này liền. Ủa vậy đó hả? À, lúc mà em có đăng ký trong chương trình á, em có nói một cái vấn đề như thế này. Em xin lỗi nha, em không sao, kiểu em dễ xúc động quá. Không sao. Ý là tại vì gia đình nhà em á, thì có em là con một thôi. Ba mẹ em cũng đã lớn tuổi rồi, cũng có bệnh trong người nữa. Mà em chỉ mong muốn là cái người em quen á, có thể là ở trong cùng tỉnh Bình Phước, hoặc là nếu xa lắm thì có thể là ở Bình Dương. Để thứ nhất là qua lại thì nó cũng tiện hơn. Còn nếu mà ví dụ như mà sau này có thể tiến xa hơn á, thì có thể là dễ bề chăm sóc được gia đình hai bên. Chứ gia đình nhà em thì thực sự là rất là neo người, có tết nội tết ngoại. Em nghe bên đây nói nè nha, em nhà em đông người đúng không? Dạ, dạ. Ở rể được không? Nói chung là hai người cứ tìm hiểu, nếu mà nói chung là ở rể thì em không có nghĩa là em có thể mua đất hoặc làm ở đấy, chứ ý là kêu ở gần bố mẹ thôi. À. Chứ còn mà kêu ở rể thì bên kia có hai gọi là hai ông bà thôi. Dạ dạ. Không có ai nữa trong gia đình con một mà. Dạ dạ. Từ Đắk Nông qua Bình Phước gần. Dạ cũng gần không xa. Dạ. Có mấy chục cây à? Tầm 2 tiếng, nói chung xe đi lại thuận tiện hết ạ. Bây giờ thôi để chúc hai đứa gặp nhau đi. Đúng rồi. Rồi bàn cái chuyện này. Cái này nha. Còn thương thuyết với nhau dài dài. Đúng rồi. À, bây giờ mình gặp người thân đi. Đúng rồi. Hỏi cô gái trước đi, em đi với ai vậy? À, em đi với mẹ em với lại một người bạn của em ạ. Kính thưa chú Quyền Linh. Dạ. Cô Ngọc Lan. Cái đó bây giờ cái duyên của nó thì bây giờ tùy nó thôi, chứ còn tôi nó quyết định thôi, chứ còn tôi thì không có quyết định được. Cái sống được sống qua nó chứ đâu không phải được sống qua đây. Dạ. Chàng trai này thấy được không cô? Thấy được thì được, nhưng mà xa quá. Chứ là tại vì có một đứa con gái à, ổng cũng yếu rồi. Dạ. Cho nên xa quá, bây giờ cũng không biết làm sao mà tùy con thôi. Có bà con ở Bình Phước nên là cũng dễ qua lại lắm cô. Rồi bây giờ mình bỏ qua cái chuyện xa với gần đi cô, mà cô thấy ngoại hình được không cô? Dạ, chào anh Huyền Linh, chào Ngọc Lan. Dạ. À, em là chị của Quý. Thì em thấy thì em trai thì cũng được, hiền lành. Nhưng mà thì cũng hơi xa đó. Tại nhà Quý thì nó neo đơn lắm. Thật ra này nè chị, khi mà yêu nhau rồi á thì không có gì là xa cả. Em thấy em trai thì cũng hiền, nhưng mà thôi để hai em tự quyết định. Chúng dạ. Hai em tự có cơ hội tìm hiểu nhau. Rồi, cảm ơn dạ, nhà gái. Mình đi với ai cưng? Dạ, em đi với em trai. Em ruột á mùi? Dạ vâng. Trời, nhà còn quá trời, còn em ruột nữa mà. À, em xin chào MC Quyền Linh và MC Ngọc Lan. Em chào tất cả các vị khán giả trong trường quay. Rồi, sao em thấy trai? Chị dâu sao? À, em sẽ có ý kiến của mình là cái bạn nữ hôm nay rất là xinh. Bên em thì cũng có nhà ở bên Bình Phước. Anh chị mà nên cho nhau là thời gian để tìm hiểu. Thật thì anh chị có thể tiến xa, đi xa nhiều hơn mà có thể tiến đến cuộc hôn nhân của mình. Mình có nhà ở Bình Phước luôn hả? Nhà ông bà ở Bình Phước. Ồ vậy đó hả? Dạ. Đó, bởi vì hồi nãy con mới nói là rất là tiện luôn. Bây giờ thí dụ như anh trai qua Bình Phước ở thì em có thể ở nhà chăm sóc ông ba mẹ được không? Dạ được, thì em cũng về cũng được. Trời ơi, thì có đứa em vậy thôi chứ muốn gì nữa trời. Trời, thấy chưa? Rồi bây giờ mở rào đi nha. Mở rào đi.
Dạ em chào anh. Dạ em có một cái phần quà của Bình Phước. Bình Phước thì thật sự là cũng không có những gì hết, thì chỉ có một ít đặc sản là hạt điều thôi. Thì em có một phần quà là gửi tặng anh, với lại là có hai phần là gửi cho chị Ngọc Lan với lại anh Quỳnh Linh. Trời ơi có tôi nữa hả? Ngon vậy ta. 12 con giáp em đây cầm tinh quý mùi đó. Nhìn cô gái coi thấy sao mùi lần đầu tiên gặp mặt đó. Con cảm ơn chú ạ. Hả? Cô ấy xinh đẹp ạ. Dạ. Xinh đẹp đúng không? Dạ. Đúng với chi tưởng tượng của mình không? Còn hơn thế ạ. Được rồi đó. Rồi quý thấy mùi sao nè? Em thấy ảnh thì cũng ngoại hình cũng ổn. À, có điều ảnh hơi được trẻ một xíu. Như anh thì nói chung hiện tại là đã xác định là ở nhà thì nói chung là làm công việc, nói chung là cái công việc bông không cố định giờ gian. Ý là chỉ cần có lý do là đi thôi, ý là không bị ràng buộc, có nghĩa là mình tự mình nên mình có thể mình tự làm được. Ví dụ trong chuyện tình cảm ấy, thì anh nghĩ là một mối quan hệ như thế nào là anh cảm thấy là nó hợp lý và nó có thể tiến xa được á? Cơ bản là hai người hiểu nhau, thấu hiểu cho nhau được, anh chỉ cần thế thôi, anh chỉ cần thế. Thì theo bản thân em á, thì em nghĩ là ngoài hiểu nhau còn phải có cảm thông và động viên nhau để phát triển nữa. Tại vì có những mối quan hệ á, nó chỉ làm cho bản thân mỗi người trong đó đi xuống thôi. Cho nên là em cần một cái mối quan hệ, và em nghĩ là không phải riêng em đâu, mà đó là điều mà ai cũng mong muốn á. Đó là cái lý do để cho mình phát triển tốt hơn á. Dạ, bây giờ bước tới, đây là cô gái người ta rất là mong muốn được cái sự chở che, được cái sự bù đắp. Bước lên, đứng lên nè. Thôi ở dưới có người bước lên đó. Dạ. Rồi, sân khấu của em. Nắm tay cô gái. Mạnh dạn lên. Thôi đi mùi. Quý mùi đó. Đứng không lên. Phải bắt tay làm ăn. Chị đừng có thị phạm nữa. Cái đó là anh phải biết thôi. Trời ơi. Cố lên Mùi ơi, cố lên. Ủa vậy thôi, không có nắm tay chứ vậy. Ủa. Không được một giây luôn đó. Mà mỗi sắp xếp luôn đi. Face to face. Hand in hand. Rồi, cảm nhận đi hai bạn. Anh thì cũng không dám hứa. Nói chung là hôm nay có cái duyên, nói chung mình đã gặp được nhau. Thì anh cũng mong em cho anh một cơ hội. Anh không dám hứa trước, nhưng mà nếu mà hai đứa mà có được về thì anh chỉ khẳng định với em là anh không làm ngóng cổ. Tôi xin em và tôi khuyên em hãy tin tôi, vì tôi là chàng khờ dễ thương. Sẽ không ai yêu em như chính tôi lúc này, trừ khi tôi không còn trên đời nữa. Suy nghĩ cho kỹ, đây không phải là chuyện bấm nút rồi cười rồi vui. Bấm là phải có trách nhiệm với quyết định của mình đưa ra. 1 2 3. Hết thời gian. Em gái không bấm. Dạ. Em có thể nói một chút lý do quý. Thật sự ảnh cũng hơi rụt rè, với lại ảnh cũng chưa cho em cái cảm giác được là người này có thể bảo vệ và che chở mình được. Qua đó chúng ta thấy rằng những người đàn ông trước mặt người phụ nữ, nếu như mình yêu họ thì mình phải làm sao để họ thấy, họ tin tưởng vào cái sự bảo vệ của mình. Có lẽ chúng ta không có duyên với nhau, rất tiếc điều đó. Ôi, ban ngày coi đi thức khuya quá, ba giờ lắm. 1 giờ thì em mới đi ngủ hả? Ừ. Có bạn trai về bắt ngủ sớm. Dạ. Không có, chị em cũng thức khuya luôn chị. Đi làm gì? Phim hả? Thì em cũng coi phim luôn chị. Là hai người sở thích coi phim hả? Bây giờ bạn gái giận dai lắm, mà bạn trai có biết cách năn nỉ không? Thì giận dai thì em năn nỉ chừng nào mà hết giận thôi à. Có chiêu gì không? Nói mốt biết không? Bạn có thể nói cụ thể công việc của bạn làm gì? Em hiện tại là em kinh doanh điện thoại với lại mấy hàng xách tay. À, mình đặt ra cái mẫu người bạn trai lý tưởng của mình. Dạ, mẫu người bạn trai lý tưởng của em là người ta phải biết quan tâm, chia sẻ, phải có sống, phải có trách nhiệm, biết yêu thương em. Đương nhiên rồi. Dạ. À, cái điểm gì mình không thích ở người đàn ông? Em không thích đàn ông mập. Sao vậy? Đầu hói, em không thích. Mập đầu hói. Dạ. Nhìn đây, đừng nhìn đây nha. Linh, chị khó dán dán lên em coi cái. Chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh và chào các bạn khán giả. Dễ thương quá à. Dạ. Cô giáo em, khi biết em tham gia chương trình này, có gửi tặng cho chị Cát Tường một món quà. Cô giáo của em gửi tặng chị. Dạ.
Ủa mà cô giáo em là cô giáo dạy gì? Cô giáo dạy nghề cho em à. Rồi cho chị gửi lời cảm ơn cô giáo em nha. Dạ. Dù chưa biết cô là ai, cảm ơn cô rất là nhiều. Rồi em giới thiệu về dạ, mình. Em tên là Bích Trâm, năm nay em 27 tuổi. Em làm về kinh doanh mỹ phẩm à. Mời bạn nam. Cô gái rất dễ thương đó anh Linh. Mời bạn ngồi. Em chào tất cả quý vị khán giả. Chào anh Quỳnh Linh. Chào chị Cát Tường. Chào bạn. Chào bạn nữ chưa biết. Bạn tên gì? Dạ em tên là Đặng Công Cầu. Hôm nay em 28 tuổi. Rồi bây giờ mình giới thiệu cho Cầu nghe coi là mình có những cái ưu điểm gì. Dạ ưu điểm của em là em biết nấu ăn. Em biết nấu món Âu, Việt, Hoa, Nhật. Ghê vậy? Dạ. Coi như nấu hầu hết luôn rồi. Dạ. Tại em có đi học một khóa bếp trưởng đó chị. Chủ yếu là về sau này nấu cho gia đình và chồng ăn. Nhưng mà bạn duyên dáng như vậy mà bạn nói bạn ế là tôi không có tin đâu nha. Dạ tại vì cái môi trường làm việc của em á là em tiếp xúc với nữ nhiều hơn là nam. Cho nên em cũng chưa tìm được một người bạn thích hợp cho mình. Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em trải qua được 2 mối tình. Mình chia tay bao lâu? Dạ em chia tay được 2 năm. Một ngày làm việc thì cô giáo có gọi điện thoại nói là Trâm ơi em lên YouTube coi cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò đi. Chị thấy em nên đăng ký. Dạ em coi một ngày em coi tới mấy tiếng đồng hồ, có khi em coi tới 2 giờ sáng. Dạ, em thấy chương trình này hay và em đăng ký Và ngày hôm nay em hy vọng tìm thấy một nửa của mình. Trước mắt là em muốn tìm một người để hẹn hò hay là em tính đến hôn nhân luôn? Dạ em muốn tìm một người tiến tới hôn nhân luôn à. Gia đình mình đã hối thúc gì chưa? Dạ cũng hơi hối thúc rồi, tại vì em trai em đã lấy vợ rồi à. À vậy hả? Dạ. Bạn nữ bên đây có một giọng nói rất là nhẹ nhàng, dễ thương. Bạn nam cảm nhận như thế nào? Dạ em thấy là đúng như vậy chị nói, là bạn nữ nói chuyện rất là dễ thương. Ừ. Với lại em nghe nói mà biết nấu ăn mà biết hết nấu món Âu, món này kia là em thấy là thích rồi đó. Còn mình thì sao? Bạn có những ưu điểm gì? Dạ ưu điểm của em là rất là nhiệt tình với công việc. Nói chung là nhiệt tình với mọi người luôn. Khuyết điểm của em là dễ tin người. Với lại một số tật xấu lặt vặt thôi. Chắc tật xấu nhiều nên em ế nè. Trải qua mấy mối tình rồi? Dạ 3. Ngắn nhất là mấy tháng? Ngắn nhất là 5 ngày. Trời đất ơi, 5 ngày mà cũng gọi mối tình nữa đó hả? Đâu mối tình đó, kể đầu đuôi nghe coi sao mà 5 ngày. Mối tình đó là lúc là còn học cấp 3. Ừ. Thích con bé đó là... Gì con bé? Bạn đó. Cô bé. Ừ. Cô bé đó là học kế bên lớp em. Em học A11, bé đó học A12. Nói chung là để ý bé đó được 4 tháng mà không dám nói. Quen có 5 ngày. Thì xong rồi cái ngày nào cũng đứng trước cửa đợi có ba người đó chở tới. Xong rồi đi theo đằng sau dòm vậy đó, đi lên tới trên cầu thang tại lớp kế bên lầu 2. Thì 4 tháng sau có cơ hội gặp nói chuyện thì cũng qua lại đó thêm 3 tháng nữa, xong rồi mới tỏ tình. Tỏ tình xong thì bạn đó nói là thôi, bây giờ cho cơ hội để quen thử một tuần. Nếu mà được thì quen tiếp, không được thì thôi. Thì quen được có 5 ngày mà nó chia tay rồi. Chưa hết được cơ hội một tuần mà mới có 5 ngày chia tay. À, ngắn nhất hay á. Bao lâu rồi bạn không có bạn gái? Cỡ 2-3 năm. 2-3 năm, buồn lắm ha. Bây giờ bạn muốn có bạn gái để quen tìm hiểu bao lâu rồi mình tiến tới hôn nhân? Dạ em nghĩ là nếu mà em tìm hiểu được thì em nghĩ là trong vòng khoảng 1-2 năm là em kết hôn chị. 1-2 năm, ý bạn gái thấy thì sao? Dạ cũng được chị. Cũng được. Em cũng tính là trong vòng 1-2 năm mà. Vậy mình có những khuyết điểm gì không? Dạ khuyết điểm của em là em hơi giận dai à. Nhưng mà em không có thù dai. Giận dai, không dạ. Sao, nếu mà chị bạn trai chịu khó năn nỉ thì cũng dạ. Được ha. Dạ, chị bạn trai chịu mở miệng trước thì em huề. Giống như mình nhõng nhẽo một chút vậy thôi. Dạ. Còn khuyết điểm gì nữa không? Khuyết điểm em là hay thức khuya. Thức khuya làm gì? Em thích coi phim. Thôi ban ngày coi đi, thức khuya quá là mau già lắm. 1 giờ thì em mới đi ngủ hả? Ừ. Có bạn trai về bắt ngủ sớm. Dạ. Không có, chị em cũng thức khuya luôn chị. Khuya làm gì? Phim nữa hả? Chị em cũng coi phim luôn chị. Là hai người sở thích coi phim hả? Bây giờ bạn gái giận dai lắm mà bạn trai có biết cách năn nỉ không? Thì giận dai thì em năn nỉ chừng nào mà hết giận thôi à. Có chiêu gì không? Nói mốt biết sao. Bạn có thể nói cụ thể công việc của bạn làm gì? Em hiện tại là em kinh doanh điện thoại với lại mấy hàng xách tay. Mình đặt ra cái mẫu người bạn trai lý tưởng của mình. Dạ, mẫu người bạn trai lý tưởng của em là người đó phải biết quan tâm, chia sẻ, phải có sống, phải có trách nhiệm, biết yêu thương em. Đương nhiên rồi. Dạ.
cái điểm gì mình không thích ở người đàn ông? Em không thích đàn ông mập. Sao vậy? Đầu hói, em không thích. Mập, đầu hói. Dạ. Nhìn đây, đừng nhìn đây nha. Lên lên lên, chịu khó dán dán lên em coi cái. Không có hói. Dán dán lên đi, đừng có ngụy trang. Có không, có không, có tóc đàng hoàng. Dài một thời gian sau có thể có. Không nên nổi. Hơi mập, hơi mập. Hơi hơi mập, hơi mập. Dạ. Hơi hơi mập thôi, còn gì nữa không? Phải cao hơn em, cao khoảng 1m7. Mũi cao nữa chị, em thích đàn ông có mũi cao lắm. Cao nhiêu, cao nhiêu? Dạ, 1m8. Đứng, đứng dậy, đứng lên, đứng lên. Đúng rồi. Ờ, tại này hơi mập mà thấy vậy, chứ nếu mà ốm ốm là cao dữ nữa. Sụt xuống chừng 4kg là đẹp. Cảm ơn chị. Để em về, để em kêu bạn em dẫn em đi tập. Thích mẫu người bạn gái lý tưởng như thế nào? Mẫu người bạn gái em thì giống mẹ em. Giàu lòng vị tha, với lại thương người. Em thích. Còn ví dụ như đẹp xấu hay là sao không quan trọng. Chỉ cần người đó tốt, với lại nói chung là trong mối quan hệ gia đình với xã hội là được mọi người yêu mến là ok. Bây giờ lấy vợ về ở đâu? Ở nhà em. À, ở với mẹ luôn? Ở với bố mẹ. Bên đây được hết trơn mà giờ ta không chịu làm dâu thì sao? Cái đó từ từ thương lượng lại. Em có ra ngoài sống được không? Dạ chắc là không quá. Không được. Tại vì giờ còn có ba má à. Bây giờ nếu mà không sống với ba má thì ba má ai lo? Dạ. Nghe bắt buộc làm dâu đó. Làm dâu được không? Dạ để coi sao ạ. Hôm nay bạn đến đây có ai đi theo ủng hộ không? Dạ em có cô giáo của em. Cô giáo? À cô giáo mà tặng quà cho chị dạ, đó hả? Dạ. À đâu cô đâu? À chào cô. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Nghe cô giáo thấy lớn quá thôi, chào chào chị đi ha. Cô thấy bạn gái, à, bạn trai bên đó là sao? Trâm ơi, chị thấy bạn này được, hợp với em. Trâm là học trò của chị, có thể nói là một cái người học trò chị rất là thương. Thương lắm. Chị chỉ mong muốn rằng á, khi mà em làm bạn trai của Trâm á, chỉ cần chăm sóc cho Trâm, thương yêu. Tại vì Trâm của chị á, chẳng những nấu ăn ngon, trà sữa, bánh, cái gì nó không làm hết á. Thật sự Trâm thì luôn luôn làm cho chị, nhưng bây giờ chị sợ lắm. Cho nên là thôi để Trâm làm cho em đi. Với lại đó là chị giỡn thôi, nhưng mà tại vì chị cũng đã có gia đình rồi, có một cái gia đình, thì nhiều lúc thấy học trò của mình lẫy loi á, thấy rất là buồn, cũng rất là lo, cũng muốn rằng là Trâm có gấu. Cảm ơn cô. Thầy cô giáo nói chuyện dễ thương không? Cảm ơn cô giáo. Mình có ai theo ủng hộ mình không bạn? Dạ có bạn thân của em. Rồi chào bạn. Rồi chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Chào bạn. À, em thấy là bạn gái bên này là ấy hợp với bạn em rồi đó. Hợp không? Tại vì bạn em cũng là ế thuộc loại là vững bền rồi. Mà em thấy chắc kỳ này hết ế. Ế vững bền hả? Tên này lạ nha. Nhưng mà theo cô giáo thì nói hợp, cô đã phân tích. Còn bạn trai này nói hợp là hợp cái chỗ nào? Em cũng đồng ý với những lời cô giáo nói đó. Hợp, bên kia cũng đẹp, bên đây cũng đẹp. Dạ. Bên kia dễ thương, bên đây cũng dễ thương. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Chúc hai người hạnh phúc nha. Dạ. Ông Mai dễ thương, bà mối cũng dễ thương. Ông Mai dễ thương mà mối chứ ghét. Không, em nghĩ là cặp đôi này rất là đẹp rồi. Vấn đề quan trọng lại là cảm xúc, trái tim họ có chạm được ngõ vào nhau hay không. Rồi, mình kéo màn lên. Mình cho họ gặp nhau. 2 phút dành cho các bạn. Bắt đầu. À, chào em. Dạ. Nhìn say đắm luôn. Em cảm ơn anh ạ. Khi mà quay qua thì anh có thấy em khác những cái gì mà anh tưởng tượng sau bức màn không? Anh không có tưởng tượng gì hết mà. Anh không tưởng tượng gì hết à? Không có tưởng tượng ra. Ờ vậy bây giờ nếu mà bây giờ thì quay qua anh thấy em như thế nào? Anh thấy em dễ thương. À, nhìn rất là có duyên. Giống đúng như những gì mà hồi nãy giờ chị Cát Tường nói, như cô giáo em nói. Dạ cảm ơn. Vậy em thấy anh sao? Anh thấy ghét. Dạ. Anh có mập quá không? Mập dạ hơi mập, anh, à. Hơi mập hả? Phải đi. Ủa, nhưng mà sao không thích mập em? Dạ em không thích mấy người mập mà em thích ốm ốm cao cao à. Ủa sao vậy? Dạ em thích ốm để em chăm sóc. Rồi chúng ta nói chuyện tình yêu đi. Ủa nãy như anh nói đó, ví dụ giống như là sau này mà làm dâu thì em thấy có được không? Dạ cũng được à, mà anh là ở Sài Gòn luôn à. À Sài Gòn. Hồi nãy nói không có được, để suy nghĩ lại. Dán màn lên coi cái hỏi làm dâu được không. Dạ được liền. Tôi hiểu cô rồi đó. Quan điểm về tình yêu của anh là như thế nào à? Em nói trước đi. Ờ quan điểm về tình yêu của em là khi yêu nhau thì hai người phải có sự chân thành với nhau. Ờ, cái gì cũng phải nói ra chứ không được giấu giếm.
tình cảm thì phải xuất phát từ hai người chứ không có một người nhiều hơn hoặc là một người ít hơn à. Làm sao em biết được lúc nào là nhiều hơn, lúc nào là ít hơn? Dạ, nếu mà cái người mà kiểm soát mình quá thì cái người đó là người nhiều hơn à. Vậy là phải kiểm soát đồng đều đúng không? Dạ. Nhưng mà em có nghĩ là nhiều khi là trong tình yêu là cần nên có sự tin tưởng không? Dạ có, phải tin tưởng. Nếu mà tin tưởng thì không nên kiểm soát quá. Dạ đúng rồi ạ. Hay lắm, lừa banh hay lắm. Làm bài thơ tặng cô ấy đi. Có bài thơ tặng em. Thơ này ở đâu? Em làm hay sao? Dạ em làm. Rồi. Làm lâu rồi mà chưa đọc. Hay là đọc cho nhiều cô rồi. À, mắc cỡ quá không đọc. Rồi, đọc đi, quay lưng chỗ khác. Người ấy nhìn tôi nở nụ cười, để tôi về lặng lẽ nhớ thương. Người ơi tôi hỏi thầm người nhé, mắt người nhìn tôi ghét hay yêu? Hết hả? Trả lời, trả lời liền. Ghét hay yêu? Dạ chưa yêu à. Không có, mà thơ thôi. Bạn trai còn muốn nói gì nữa không? Một câu cuối cùng thật tình cảm. Nếu có cơ hội thì cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Còn nếu mà chúng ta cảm thấy hợp nhau thì chúng ta đến với nhau. Vâng, cảm ơn. Hết giờ. Chúng ta để tay nút bấm. Mặc dù là 2 phút ngắn ngủi nhưng mà vẫn đủ để chúng ta đo được cái cảm xúc của mình, xem trái tim mình nó đang mách bảo điều gì. Bấm nút hay không bấm nút. 1 2. Suy nghĩ thật kỹ. 3. Nắm tay nhau đi bạn. Chưa gì cho lo cầm quà liền. Nắm tay nhau. Ngại chưa? Ngại gì nắm đi. Thế là đúng rồi đó, nắm tay. Không nắm người khác nắm là không kịp, nắm lại đó nha. Đó. Nắm chặt quá vậy. Cảm nhận sao? Tim đập thùng thùng. Còn đập là ổn định rồi. Bạn ấy nhìn tôi, bạn ấy cười. Tôi nhìn bạn ấy cũng cười theo. Em trước xong cái chị. Anh thấy bên này là hay đó. Chàng trai này cũng cá tính. Bên kia cũng dễ thương. Bây giờ thế này. Cái gu của em muốn người phụ nữ của đời em như thế nào? Dạ, thì em thích một người phụ nữ họ đơn giản một tí xíu. Và nữ công gia chánh. Đúng. Có nữ công gia chánh không? Dạ có. Và nhìn người là có rồi đó. Dạ. Thì tính tình thì là phải là hiếu thảo, thương yêu cha mẹ. Có hiếu thảo không? Dạ có. Có luôn. Ai, ta điều dưỡng mà thảo. Dạ. Cũng có người nào cũng hiếu thảo với cha mẹ lắm. Từ cái số nhỏ thôi. Thì mình cứ hỏi đi. Ủa mắc cười quá sao ông la ông rầy tôi hoài vậy? Cười quá sao ông la ông rầy tôi hoài vậy? Trời ơi. Dạ. Tự nhiên hỏi em có hiếu thảo rồi. Tại tôi thấy bạn này nè, thanh niên á, là mới có 26 tuổi, sinh năm 94 rồi, bằng xí ngầu đó. Mà gọi là đã có ý chí và đã có một cái gọi là cái tài sản mà như vậy là trưởng thành. Là trưởng thành là em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Tấn Phát, năm nay em 26 tuổi, em sinh năm 1994. Em giới thiệu về mình đi nào. Dạ con xin chào cô Hồng Vân. Chú rung hả? Không có rung. Chú Quyền Linh cùng bạn trai và cùng toàn thể quý khán giả, em xin giới thiệu, em tên là Phan Thị Hợi, sinh năm 1995, em quê ở Nghệ An. Dạ, hiện tại em đang làm điều dưỡng tại Bệnh viện Nhi Cần Thơ. Em trai là ở đâu? Em đang hiện tại đang sinh sống và làm việc ở Sóc Trăng luôn. Cần Thơ qua rồi. Sóc Trăng luôn, sát bên luôn. Dạ. Trời, vậy mừng quá. Em hãy cho bên đàn gái biết ưu khuyết điểm của mình đi. Dạ, khuyết điểm của em là tính của em là nó rất là lười biếng. Hai cái đam mê lớn nhất của em là đam mê ăn và đam mê ngủ. Và cũng từ những cái mà khuyết điểm đó nó lại sinh ra một cái ưu điểm lớn của em. Đó chính là em rất là đam mê kiếm tiền. Có nghĩa là hiện tại em sẽ kiếm đủ cái số tiền để sau này để mình về hưu á, mình được tận hưởng cái cuộc sống của mình, đó là mình được ăn thoải mái, ngủ thoải mái hơn. Trời ơi, chưa gì tính về hưu rồi. Ông 26 tuổi mà ông làm thế ớn thiệt chứ. Giờ dạ. Nghe là thấy yên ổn rồi đúng không? Dạ. Để hỏi ông coi ông lo được tới đâu rồi. Dạ chào, chào chị. Sao nãy giờ nhà cửa mua được chưa nè? Dạ hiện tại thì em cũng có nhà riêng. Ôi. Nhưng mà sau này thì em mong muốn là sẽ về làm dâu ở sống chung với ba mẹ. Tại vì em ở nhà em là con út trong gia đình. Rồi á, là bây giờ á, coi như em lấy vợ về á, là em nuôi được vợ luôn chưa? Dạ về vấn đề này á, thì em có thể là nuôi được. Dạ. Tuy nhiên là em thích đi làm hay là ở nhà chồng nuôi? Dạ em thích đi làm. Đồng ý không? Dạ vẫn đi làm bình thường được. Thì có thể là
mình có thể là mình về nhà mình tự mở cửa hàng mình kinh doanh cũng được. Dạ. Ủa nhưng mà em gái em ở Cần Thơ mở với ai vậy? Em ở Trọ, nhưng mà trước thì em ở nhà bác. À, vậy thì hợp lý rồi đó em. Dạ. Nếu mà em muốn xin về bệnh viện Sóc Trăng á, dạ, là anh sẽ hỗ trợ cho em xin gì đó luôn. Quá hay, anh Linh quá hay. Dạ, em cảm ơn chú Kinh. Nhưng mà bây giờ nên hỏi cái chuyện tình duyên của bạn đi. Bạn là mấy mối tình rồi? Dạ, nói ra sợ mọi người cười chứ em cũng được một mối tình rưỡi rồi đó. Cái một là sao mà cái rưỡi là sao? Cái rưỡi là do có tìm hiểu nhưng mà rồi cũng không hợp nhau, cũng không tới đâu. Còn cái một đó là gọi là mối tình mà khắc cốt ghi tâm nhất của em. Mấy năm? Dạ thực chất là quen nhau chỉ có 3 tháng thôi. 3 tháng khắc cốt ghi tâm. Chắc là mối tình đầu đúng không? Dạ đúng rồi, là mối tình đầu mà nếu mà nói ra cái khoảng thời gian đó chắc anh với chị cũng sẽ còn mắc cười hơn nữa. Là sao, nói coi có cười không? Đó là em quen người bạn gái đầu tiên của em là lúc đó em mới học lớp 9. Chịu sớm vậy đó hả? Dạ khoảng 15 tuổi. Thật ra cái mối tình đó nó để lại cho em rất là nhiều kỷ niệm. Rồi. Nó cũng là cái động lực để mà em phấn đấu như bây giờ vậy đó. Dạ. Bởi vì khắc cốt ghi tâm là đúng rồi. Nói chung là tình cảm bạn này cũng chưa có gì sâu sắc lắm. Về tình yêu cũng chưa có trải nghiệm nhiều. Còn bạn gái bên kia? Ưu điểm của em thì vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát, cũng biết nấu ăn, theo thùa chút xíu. Còn nhược điểm biết nấu ăn thì là nhiều khi thẳng tính quá, rồi nóng tính. Hiện tại em chưa có mối tình nào. Chưa có mối tình nào luôn? Dạ. Trời ơi, cưng dễ sợ chưa? Như vậy là hỏi nè, như vậy là vì nhút nhát quá mà chưa có người yêu đúng không? Do đặc thù công việc của em thì làm ca làm kíp, nhiều khi thứ bảy chủ nhật em đa phần em đi làm. Nói rồi chứ... sao mà đăng ký được chương trình này hay vậy? À, tại chị ở chung phòng, hai chị em ở trọ, dãy trọ có 10 phòng mà ai cũng có đôi có cặp mỗi phòng, chị hai chị em không có đi đâu nữa. Ấy không ai tin chứ, nên chị đăng ký em thử nghiệm trước cho chị. Em trước xong tới chị. Anh thấy bữa nay là hay đó. Chàng trai này cũng cá tính. Bên kia cũng dễ thương. Bây giờ thế này, cái gu của em đó, muốn người phụ nữ của đời em như thế nào? Dạ thì em thích một người phụ nữ họ đơn giản một tí xíu. Và nữ công gia chánh. Đúng. Có nữ công gia chánh không? Dạ có. Anh nhìn người là có rồi đó. Dạ. Thì tính tình thì là phải là hiếu thảo, thương yêu cha mẹ. Có hiếu thảo không? Dạ có. Có luôn. Ai ta điều dưỡng mà hiếu thảo. Dạ cũng ít có người nào hiếu thảo với cha mẹ lắm, từ cái số nhỏ thôi thì mình cứ hỏi đi. Ủa mắc cười quá sao ông la ông rầy tôi hoài vậy trời ơi. Tự nhiên hỏi em có hiếu thảo không? Tại tôi thấy bạn này nè, thanh niên á, là mới có 26 tuổi, sinh năm 94 rồi, bằng Xí Ngầu đó, mà gọi là đã có ý chí và đã có một cái gọi là cái tài sản mà như vậy là trưởng thành, là trưởng thành là tôi rất là chịu, thành ra là tôi phải hỏi kỹ về ngoại hình thì chắc là nếu mà cao nếp 1m55 trở xuống thì sẽ hợp với em. Tại trời em ơi, ngon lạc lắm. nhiêu nè mình nhiêu nè? Dạ em được 1m53. 1m53 ngon hơn cô gái 1m52. Rồi được rồi đó, anh thấy ổn. Em hình dung cái người đàn ông bên kia ra làm sao? Bạn bên kia chắc có tính cầu tiến, nhanh nhẹn. Theo còn em thật... là có đẹp trai không? Dạ em nghĩ đẹp. Dạ thôi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Em trai đi với ai? Dạ hôm nay thì em đến với chương trình thì cũng có ba mẹ. Rồi xin chào có cô ba chú. Mẹ dạ. Đầu tiên xin gửi lời chào hai MC xinh đẹp. Dạ. Chào khán giả trường quay. Chào cháu gái bên kia. Để nói về ưu điểm của Tân Phát. Tại Tân Phát nó nói tế nhị gì thôi chứ nhà là có mình ơn nó con trai à, nó mận chuyện giỏi lắm không có làm biếng đâu. Con đừng có lo, tại nó nói khiêm tốn vậy thôi. Thấy cháu gái này thì cũng hiền dễ thương. Dạ. Con có chịu gì làm dâu không? Tại vì bác ở đây có người trai một à. Dạ, về chuyện làm dâu thì con thấy được, tại vì quá tốt chứ. Tại vì con là ở quê ở Nghệ An, cha mẹ con ở ngoài quê, còn con vào đây lập nghiệp trong này. Thì việc có cha mẹ chồng ở đây thì quá tốt rồi. Rồi. Dạ, ngon lành. Rồi, xin cảm ơn hai MC. Dạ, cảm ơn mẹ. Em đi à? Dạ, hôm nay em đi với chị. Lời đầu tiên là em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Em xin chào nhà trai. Chào em trai với các bạn khán giả. Em là chị của Hợi.
Em thấy bạn trai bên này cũng được, có chí cầu tiến, có thể lo cho gia đình là được rồi. Bé Hợi thì nó có nhược điểm là hơi thẳng tính một xíu. Dạ. À, còn nữ công gia chánh thì ok. Để em xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn em. Nói chung á là giữa Nghệ An và Sóc Trăng á là hai vùng miền khác nhau về văn hóa, về phong tục, về ẩm thực vân vân. Nó có những cái điều cũng chưa có hợp nhau, nhưng mà nếu mà mình yêu thương nhau, mình về bổ sung cho nhau ha, mình nghĩ rằng nó sẽ đa dạng phong phú về bản sắc nữa, rất là tốt luôn. Rồi, bây giờ mình mở rào. Đúng rồi, mở rào. Kéo rào. Hết sức bình tĩnh nha, không có gì rung nha. Một là về xứ Nghệ cùng em, hay là miền quê tôi Sóc Trăng ha. Chào em. Hôm nay đến với chương trình á, anh cũng có món quà gửi tặng em. Đây là cái chậu sen đá và xương rồng. Thì ý nghĩa của nó là xương rồng và sen đá là hai cái loài cây mà có sức sống rất là mãnh liệt, và bất cứ hoàn cảnh nào á, xương rồng và sen đá nó cũng có thể vượt qua được. Thì anh mong em á, là trong cuộc sống, trong công việc và trong cả vấn đề tình cảm sau này, dù có vấn đề gì mình cũng phải đối mặt, mình giải quyết, mình vượt qua nó. Ngoài ra á, hai loại cây này nó còn tượng trưng cho một cái tình yêu mãnh liệt. Nay tới chương trình em cũng có món quà. Bức tranh này nói lên thể hiện người phụ nữ Việt Nam đẹp về tâm hồn lẫn hình thể, và nói đến gia đình đầm ấm thuận hòa. Em mong cho anh cũng như chúng mình sau này nếu có cơ hội thì cũng có một gia đình đầm ấm thuận hòa như vậy. Mà cái tranh đó là ai theo? Dạ em theo đó, em phải nhấn rõ cái đó, em luôn. Theo nó nữ công gia chánh đó. Quá là khéo tay luôn á chị. Rồi để bức tranh đi. Để đây, để đây. Em xin đọc đọc bài thơ tặng. Nay em có bài thơ tặng anh. Em đến đây cho mình cơ hội, nhờ chương trình mai mối tình duyên. Trái tim em vẫn đang kiếm tìm người đàn ông giữa cơn mưa mùa hạ. Anh ở nơi đâu trong ngàn người xa lạ, ở lại cùng em viết khúc tình ca. Em xin hết. Bài thơ rất là hay luôn, anh rất cảm ơn em đã tặng anh bài thơ này. Thì đến với chương trình này anh cũng gặp em á, anh cũng có một bài hát gửi tặng em. Yeah. Cũng như thay cho những lời mà anh muốn nói. Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều mà không biết em sẽ hiểu lòng này bao nhiêu, về ký ức và những câu chuyện tình yêu. Nhưng nói chung là anh lỡ yêu em mất rồi. Dạ anh hát quá, hay quá. Anh cảm ơn em. Dạ hay và ý nghĩa. Nếu như quen em thì một vài năm anh có thể về quê một lần không ạ? À, chuyện đó là bình thường em. Thì việc về thăm nhà thì anh nghĩ là một năm mình có thể về một đến hai lần, hai ba năm thì nó lâu quá. Ơi, bây giờ mình nói cảm nhận của mình về nhau đi em trai, em thấy em gái thế nào? Qua cái nhìn đầu tiên á, em cảm nhận về bạn nữ á, em thấy bạn rất là hiền lành và nhút nhát. Và bạn nói bạn là người thẳng tính thì em cũng rất là thích những cái người thẳng tính. Tại vì đối với em á, thì thôi thì có cái gì á, mình cứ nói thẳng với nhau đi. Đừng có bắt em phải đón. Hàng ngày mình đối diện với công việc của mình hàng ngày á, mình cũng đã mệt mỏi rồi, mình về mình bắt mình phải đón nữa thì chắc không có đón nổi. Với lại là trong tình cảm á, thì anh muốn mình có cái gì thì mình cứ chia sẻ thẳng với nhau. Rồi em có cảm nhận gì về anh qua cái nhìn đầu tiên? Em thấy anh là một người đàn ông chứng chắn, có thể che chở và trụ cột cho gia đình. Nãy anh nói là về làm dâu thì em cũng nói mình sống chung với mẹ chồng, với cha mẹ chồng thì đó là quá tốt, nhưng mà em cũng có công việc riêng. Sau này thì em không biết, nhưng hiện tại em làm đây thì công việc của em là gì đó, nó đặc thù. Hiện tại thì em 4 ngày em phải trực một hôm. Đấy, nhưng mà em sẽ cố gắng những cái thời gian ở nhà mình sẽ chu toàn công việc gia đình. Còn ở chung với cha mẹ chồng thì mình qua lại thì chắc chắn sẽ có một số xích mích nhỏ hoặc là va chạm nhỏ, nhưng nếu mình yêu thương nhau, chia sẻ lẫn nhau thì em nghĩ sẽ làm dâu là không hề khó. À đúng rồi em, là khi mà mình làm dâu mình mà mình sống chung với nhà chồng á
thì tất nhiên cái chuyện mà mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu thì chắc chắn sẽ có. Nhưng mà nếu như mà có cái mâu thuẫn gì xảy ra, em có thể là chia sẻ thẳng với anh, thì anh sẽ là người đứng ra để mà giảng hòa cho hai bên. Yeah. Anh sẽ là người trung gian. Yên tâm, hai đứa lấy nhau đi rồi đưa mẹ chồng nàng dâu lên tham gia chương trình mẹ chồng nàng dâu thì hai mẹ chồng nàng dâu sẽ yêu thương nhau nhiều hơn nữa. Để chuyện đó anh lo tiếp theo. Đâu, trước đó là phải qua tôi trước, vợ chồng son trước. Rồi bây giờ thế nè, trong lòng của em thấy thế nào với người đối diện này? Em có cảm nhận một chút rung động mà có thể nghĩ rằng xa hơn, đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không? Dạ, em nghĩ là cả hai cũng đã vượt qua rất là nhiều chặng đường để mà đến được với cái chương trình này, thì nó cũng là cái duyên của cả hai. Mong là sau chương trình này mình sẽ có thể tiến xa hơn trong cái mối quan hệ sắp tới của hai chúng mình. Còn em gái? Thì em cũng như bạn trai nói, thì để lên được chương trình thì mình rất qua nhiều giai đoạn rồi. Không dài thì ngắn, thì mình cứ cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Rồi, hết thời gian. Chúng ta để tay vào nút bấm và để đến quyết định. Trước mặt ba mẹ, bạn bè, hãy bấm nút bằng cả trái tim. Chuẩn bị, sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Wow. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Đẹp rồi đó. Thấy cặp này hợp đó cô chú. Hai đứa nó hợp nhau đấy. Hình như có duyên với nhau lắm đó. Dạ. Ba mẹ của bạn gái cũng đang xem. Có ba mẹ ở đây, có anh chị em, bà con. Xin phép người lớn cho tụi con hẹn hò với nhau và hứa cái gì đi. Dạ, thì đến với chương trình này á, cũng là cái duyên của con. Thì con cũng xin phép, đầu tiên là xin phép ba mẹ con. Thứ hai là con xin phép ba mẹ, gia đình của bạn nữ, cho chúng con được tiến đến hẹn hò với nhau, tìm hiểu nhau. Biết đâu sau này chúng con sẽ tiến xa hơn những trong cái mối quan hệ sắp tới. Và biết đâu sau này chúng con sẽ về chung một nhà. Dạ, con chào hai bác. Dạ, nay đến chương trình thì được gặp anh và gia đình hai bác. Thì con cũng có lời là hơi rung. Đó là nhiều khi thì ví dụ như là có nhiều món miền Tây, con ở đây thì cũng được 6 năm rồi. Những món miền Tây thì món nào dễ thì con nấu được, còn món nào khó khó thì con chỉ làm hậu trường với là tiền chế thôi, còn nấu ăn thì bắt nấu được. Em yên tâm, món nào mà em nấu không được á anh sẽ chỉ em nấu đó. Đúng rồi, dễ quá. Còn mà món nào mà anh nấu không được luôn á là anh nhờ mẹ anh chỉ anh, sau đó anh sẽ chỉ lại cho em. Hay quá, thôi hung vợ cái đi, hung vợ cái nè, hung nè đó. Dễ thương quá thiệt á, tại vì tôi thấy thương cái cặp này dễ sợ luôn á nha. Nó chút chút dễ thương ha. Cẩn thận cho mày uống đi xỉn. Ý em nói mập là yếu sinh lý hả? Một phần ảnh hưởng em ạ. Vậy mấy người ốm mạnh à? Người ốm nhưng mà họ giống như không phải là ốm theo kiểu thiếu dinh dưỡng, mà họ ốm là tụi săn cơ á, thì chắc chắn thì cơ thể họ anh, sức khỏe họ mạnh thì tất cả các cơ quan cũng sẽ được bình thường. Anh à, thôi mình đừng nói gì nữa, bởi vì người ta là cô giáo dạy sinh học, anh hiểu không? Đó là lý thuyết. À, đó là lý thuyết hả? Thực hành nó khác. Đúng rồi anh. Dạ. Chưa chắc. Mập đôi khi nó cũng mạnh lắm mà. Dạ. Thôi dẹp cái chuyện đó qua bên, mà trở lại chuyện làm mai đi. Tự nhiên nãy giờ vô làm mai làm nhỏ ngồi đi, thấy nó mập nó cười hoài à. Dạ. Mập không yếu nha. Dạ. Dễ thương hết sức. Tôi hiểu rồi. Vậy thôi bây giờ mình sẽ gác cái chuyện sinh học qua một bên. Dạ. Mình sẽ nói chuyện tình yêu. Bây giờ bỏ chuyện sinh học đi, nói chuyện sinh đẻ đi. Quên. Thôi mình nói chuyện sinh sản được không? Thôi bây giờ vậy nè, nói em muốn tìm người yêu thế nào, ốm hay mập, cao lùn hay là thế nào cho anh biết coi. Dạ. Thực sự thì em cũng hy vọng là em tìm được người bạn trai. Chẳng hạn tại vì em hơi mảnh mai xíu thì em sẽ tìm được bạn trai. Dạ, em xin chào chị Nam Thư. Em xin chào anh Quyền Linh và tất cả quý vị khán giả ở đây ạ. Chào em. Dạ. Em xin tự giới thiệu là em tên là Lê Thị Nhung. Năm nay em 25 tuổi. Nghề nghiệp của em là giáo viên. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ. Nhung.
là giáo viên. Dạ. Em dạy môn gì hả Nhung? À, dạ, dạ em dạy môn sinh học gì ạ? À, cô giáo dạy sinh. Dạ đúng ạ. À, tức là mình làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đúng rồi. Tân Phú hả em? Dạ ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. À, quận Bình Tân. Rồi, Nhung là cô giáo dạy sinh ở quận Bình Tân, 25 tuổi. Xin mời đàn trai ạ. À, dạ em xin chào anh Quyền Linh đẹp trai. Dạ chào chị Nam Thư đẹp gái. Chào anh. Dạ chào bạn nữ xinh xắn và chào tất cả quý vị khán giả. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Hồ Quốc Hưng, em hiện tại 28 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Bình Thuận. Dạ ở Bình Thuận vô hả Hưng? Dạ em ở Bình Thuận vô anh. Hưng làm công việc gì? Dạ hiện tại thì em đang làm bên quản lý quán cà phê và kinh doanh tự do về bất động sản. À, dạ làm hai hướng luôn ha. Dạ làm hai có hướng có ý chí cầu tiến quá hả. Dạ à, ở Bình Thuận thì à, vào thành phố Hồ Chí Minh nó cũng đơn giản và giờ hay đi du lịch ở Bình Thuận á, ở đâu cụ thể là ở đâu? Dạ em ở thị xã La Ghi. Thị xã La Ghi luôn. Dạ. Hay quá ta. Dạ ở chỗ đó là khu du lịch. Dạ rất là nhiều cái bãi biển rất là đẹp hoang sơ. Dạ. Sẽ có dịp em sẽ mời bạn bên kia đi du lịch ở La Ghi. Dạ chắc chắn rồi ạ. Em có bao giờ tới La Ghi Bình Thuận chưa? À, dạ em tới La Ghi là có cái khu du lịch Coco Beach đó anh, có phải ở La Ghi không ạ? Đúng rồi em, anh cách Coco Beach khoảng 5 cây số. À dạ em có một dịp mà ở Coco Beach một tới Coco Beach một lần và thấy thị xã La Ghi rất là đẹp. Dạ có biển và thiên nhiên rất là hợp ạ. Người ở đó còn đẹp như biển như là à, mà em là mình là quê gốc ở thành phố Hồ Chí Minh luôn hả em? À dạ em đến cũng từ Bình Thuận anh ạ. À. Dạ. Ồ. Em tới Bình Thuận luôn. Dạ đúng rồi, dạ quê của em là ở Bình Thuận. Trời đất ơi, sao trùng hợp vậy? À, nhưng mà em không ở La Ghi ở giống như anh, mà em ở đi lên phía lên Lâm Đồng á, là có nghĩa là anh ở dưới biển còn em ở trên núi à. À. À nhưng mà cụ thể là huyện gì? Dạ huyện Tánh Linh ạ. À. Trời ơi, Tánh Linh. Tánh Linh. Tánh Linh thì giống à, như ông cơ Lạc Long Quân thôi, người dẫn 50 con lên núi, người dẫn 50 con xuống biển. À được đó nha, câu chuyện này hay à. Ở Bình Thuận mà chưa bao giờ gặp nhau. Bây giờ mình gặp nhau trong bọng mối hẹn hò. Dạ. Chúng ta sẽ giới thiệu đôi nét về ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Hưng trước dạ, đi Hưng. Dạ, em xin giới thiệu về cái ưu điểm của em là em có thể làm được các cái công việc nhà, các cái công việc lặt vặt và em có khả năng giao tiếp tốt. Dạ, về cái ưu điểm của em. Mấy người bất động sản bán bất động sản nói suốt luôn được. Dạ, với lại bán cà phê nữa. Bán cà phê. Dạ. Rồi, cho nên là phải lanh lại xin giao tiếp. Dạ. Rồi. Đó dạ, là ưu điểm. Dạ về ưu điểm. Còn khuyết điểm? Còn về nhược điểm, về khuyết điểm của em thì em thứ nhất là em không biết nấu ăn. Dạ và thứ hai là em hay bị rung khi mà hồi hộp căng thẳng là em hay bị rung. Dạ. Đôi khi em tiếp khách hàng mua bán đất rồi tiếp khách hàng cà phê em rung hoài vậy đó hả? Dạ không, khi giao tiếp với lại khách hàng thì em không có rung. Dạ. Thì coi nay em thuyết phục bên kia mua miếng đất ở Bình Thuận đi, coi như vậy cho nó khỏe đi không? Dạ chắc là vậy. Ừ. Rồi mời đàn gái. Nhung mời. Dạ. Em. Em xin nói về ưu điểm của em là em thích vẽ và vẽ cũng được. Rồi em rất là thích nấu ăn. Mặc dù nấu ăn cũng bình thường thôi nhưng mà em rất là thích nấu những món mới. Nên là những người bạn của em mà mỗi lần thử nghiệm những món mới của em thì nói trời ơi không biết bữa nay làm món gì đây, chết tôi rồi. Nhưng mà thực sự em rất là đam mê nấu ăn ạ. À. Và em thích trang trí nhà cửa nữa. Cho nên là anh không có khí nấu ăn thì em đảm đương phần đó được. Tại vì đó là đam mê của em ạ. À. Đam dạ. mê thì đã đành rồi. Món mới nhưng vấn đề ăn có được hay không? Nhưng mà hầu như thì ai cũng thích anh ạ. À. Dạ nên là anh đừng có lo cái phần đó. Nhiều khi bạn bè cũng nể nhau lâu lâu làm lần. Nó khen chứ gặp chồng mà nấu món mới hoài. Chắc cũng mệt quá. Nhưng cái mà nào cái đó, cái đó để Hưng thử dạ. Hưng hả? Dạ em thì em rất thích ăn dạ. À. Nghe bạn nữ nấu ăn giỏi thì dạ, em thấy là có một điểm tương đồng ngoài đó. Vậy dạ. Đó là ưu điểm của mình, còn khuyết điểm là gì hả Nhung? Dạ khuyết điểm của em là có một phần ưu điểm đó là em thường quan tâm lo lắng cho người khác và cũng là khuyết điểm, chẳng hạn như là khi mà em quan tâm những người nào đó nhiều, chẳng hạn như người thân, nhưng mà một số cái hành động mà hơi vô tư một chút thì em lại nghĩ em suy nghĩ cả ngày luôn, không biết mình làm cái gì sai không, không biết người ấy có buồn với mình không hay ưu tư á chị. Rồi chị hiểu. Dạ. Rồi tức là dễ bị suy nghĩ. Dạ, đúng bởi rồi, một cái hành động nào đó của người khác. Dạ đúng rồi. Khi mà em quyết, với lại một khuyết điểm đó là khi mà em quyết định lựa chọn một con đường nào đó để đi trong công việc hay sự nghiệp mà liên quan tới cuộc đời của em thì em rất là khó bị tác động với người khác.
Tức là nhiều người khuyên lắm, đừng có chỗ đó, chẳng hạn chỗ đó là vực sâu đó, đừng có đi vào. Nhưng mà em đã suy nghĩ rất là nhiều và em quyết định thì em cũng sẽ đi đường đó. Chừng nào em vấp rồi em mới phát hiện ra mình sai thì mình mới chịu lắm. Tức là luôn quyết liệt với lại quyết định của mình. Mình đã quyết thì mình phải làm cho bằng được. Dạ đúng rồi. Mình sẽ chấp nhận trước cái hậu quả, dạ, có thể là mình sẽ chấp nhận rủi ro, thất bại, nhưng mình vẫn cứ lao vào. Không sao, thất bại thì mới có thành công. Chỉ thích cái tính đó của em, cứ quyết liệt mà đi thôi. Chứ cái đó cũng nguy hiểm lắm em ơi. Đôi khi biết sai vì cá tính mà tới luôn, nó thất bại hậu quả đôi khi nó cũng nghiêm trọng lắm nha. Dạ, nhưng cái này phải xem lại. Nếu mà nhiều người góp ý mình cũng nên nghe người ta. Dạ, cũng như là cái việc mà em dạy học ở trong quận Bình Tân á, thì em quyết định em mở một cái shop thời trang túi sách. Thì có nhiều người ngăn cản, mặt bằng nè, lương giáo viên như đó. Em mở ra mặt bằng thì em vừa hết, thì liệu cái lợi nhuận thu lại em có chấp nhận rủi ro là một tháng không có một cái bán được cái túi nào thì em sống bằng cái gì. Nhưng mà em suy nghĩ nhiều lắm và em quyết định em mở, và cuối cùng thì em mở được cái shop đó và em bán. Học sinh và phụ huynh ủng hộ em cũng rất là nhiều. Tức là em bán shop về sách, về cặp sách vỡ ba lô, ba lô thời trang. Cặp sách vỡ ba lô thời trang. Dạ. Rồi em dạy, em đi dạy sinh, em dạy cấp mấy Nhung? Cấp 2 hay em dạy 3? Cấp 2 ạ. Nếu mà trong quá trình đi dạy như vậy của mình đó thì có bị học trò cấp 2 đang ở lứa tuổi rất là nổi loạn ha, quậy, có hay nào chọc ghẹo cô giáo không? Chứ nhìn em rất là trẻ. Dạ đúng rồi chị, đây cũng là kỷ niệm đáng nhớ của em. Là lúc em năm đầu tiên em đi dạy luôn, là lúc đó là em dạy sinh học 8, mà cuối phần sinh học 8 thì có cái bài về cái chương về cơ quan sinh sản. Đúng. Học sinh thấy em trẻ mới nữa, giáo viên mới nữa, bắt đầu là hùa nhau chuẩn bị để tôi hỏi, để em nghe nói với nhau, để tôi hỏi cái này cho cô, rồi các bạn cười lên nha, rồi cứ hỏi cô. Em vừa bước vào thì bắt đầu tủm tỉm cười, rồi khi mà em viết cái tên bài lên á là các bạn cũng đã cười nữa. Sau đó thì có một bạn đứng lên hỏi cô ơi, cô bữa nay cô học bài cơ quan sinh sản, vậy cơ quan sinh sản là gì vậy cô? Xong cái cả lớp cười ầm lên. Sau đó em giữ thật tự, em nói các bạn giữ thật tự, rồi thắc mắc gì từ từ chúng ta cùng giải đáp. Rồi sau đó em mới yêu cầu là mỗi bạn sẽ lấy một tờ giấy ghi ra ba câu hỏi mà các bạn thắc mắc về cái chương này. Chắc chắn hẳn là các bạn sẽ đọc bài trước ở nhà rồi. Và sau đó thì gói lại và bỏ vào một cái thùng. Rồi để cái thùng đó ngay ở phía trên bàn giáo viên. Chúng ta học về kiến thức khoa học, những cái cơ bản nhất và quan trọng nhất, rồi sau đó chúng ta cùng giải quyết. Và khi mà em giải về một cái sự khoa học về cái chương sinh sản á, thì các bạn giống như là tiếp thu một cách là rất là thích thú và hứng thú. Thì khi mà giải quyết xong rồi thì bóc từng cái câu hỏi các bạn ra, thì có những câu hỏi trùng với nhau và tự học sinh dựa vào kiến thức đã học và trả lời được. Và theo em thì cái điều mà em muốn ở đây á là giáo viên thì để cho học sinh và những người lớp nhỏ nữa, cho đứa con của chúng ta nữa, là hay hiểu về cái cơ quan sinh dục đó cũng giống như cái bộ phận trong cơ thể của mình, như tay hay là mắt, mũi, miệng. Và khi chúng ta vệ sinh và chăm sóc mắt, mũi, miệng thì cũng chung chăm sóc những cái bộ phận đó như vậy luôn. Dạ, cái đó là một cái kỷ niệm đáng nhớ của em. Chúc em qua em chỉ anh này nha. Ví dụ như cái câu hỏi mà học sinh hỏi em, có những câu nào nhạy cảm quá mức không hả Nhung? Dạ có ạ. Chẳng hạn như cô làm sao có thể sinh được em bé? Rồi những câu hỏi đó thì khi mà học xong bài thì các bạn có thể tự trả lời được cho mình. Dạ, và trả lời theo một cách khoa học, không phải là cứ quan hệ tình dục là sinh em bé. Đó là cái việc sinh em bé là có việc linh thiêng, việc chẳng hạn như là duy trì nội giống cách nghiêm túc. Và những người không may mắn sinh được thì chúng ta có những biện pháp thụ tinh nhân tạo, hoặc là bằng cách nào để có thể được sinh được em bé. Và họ từ lúc đó thì học sinh có hiểu rõ hơn và cảm thấy là cái đó là một cái điều khoa học, mình không có đùa giỡn được. Hiện tại là em đang vừa em đi dạy học vừa mở shop. Em có chủ nhiệm lớp không? Dạ em có chủ nhiệm ạ. Bên đó đang học giờ sinh học hả? Tức là khi mà học sinh học á, khi mà là giáo viên dạy sinh học á, thì chị nghĩ là cái khả năng quan sát về cơ thể, về ngôn ngữ cơ thể của em sẽ rất giỏi hơn những người khác. Tại vì chị cũng có là bạn cô giáo, là thầy giáo dạy sinh thì chị hiểu. Tức là nhạy bén lắm, đặc biệt là nhạy bén về giới tính, nhạy bén về phong cách, về tức là họ có thể phân tích được trên gương mặt mình như thế nào. Đúng rồi chị, lúc đó là cái lúc mà em đi học đại học, học về cái chương về cơ thể người và sinh lý người á, thì em lúc đó em học rõ lắm, đến nỗi mà nhìn một người nam thì em phân tích giống như cái bộ máy vậy đó.
Ghê vậy? Đó, đôi lúc mình không có lãng mạn giống như người ta. Tức là nhìn có thể phân tích được. Phân tích như em, một cái bộ máy. Em đợi gì xíu. Anh Linh, 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 rảnh không? Qua nhà em chơi. Qua đứng hàng rào thôi nè. Qua học sinh học hả? Ừ. Qua đứng phân tích nè. Anh tưởng đâu đang đi học. Em ví dụ như là em có thể phân tích về sao? Là... em... Ủa đừng nhìn anh phân tích gì sinh học nha. Về à, em ví dụ như nếu chào mà về cô giáo vậy thôi. Chào anh hả? Em... Dạ. Chào cô. Chào bộ phận sinh đẻ có kế hoạch như thế nào hả cô? Rồi em phân tích. Rồi, đi. Chào cô. Em phân tích theo những cô gì. Cô nói đang... người đàn ông như bộ máy là sao? Dạ, chẳng hạn như là khi mà tìm hiểu một người đàn ông á, thì em thường suy nghĩ là từ cái ngoại hình của anh này như thế nào, rồi mình mới tự nhiên mình suy ra, tự trong đầu mình suy ra hormone anh này mạnh hay là yếu, rồi suy ra được là anh này tính tình như thế nào, là từ cái cách luôn. Cô ơi, nhìn sao mình biết là sinh dục mạnh hay yếu cô? Dạ, ngay cái đặc điểm chẳng hạn như là ở nữ và nam thì có hai hormone. Thường một người thì có hai hormone luôn là estrogen và testosterone. Khi mà ở nam testosterone mạnh hơn thì có những đặc điểm như là lông chẳng hạn sẽ mạnh nhiều hơn nữ, rồi cơ bắp cũng sẽ khác hơn, và bộ xương của nam thì nó cũng sẽ khác bộ xương của nữ. Thường thì em phân tích như bộ máy là vậy anh. Bây giờ đơn giản thôi, nhìn anh Linh là mạnh hay yếu? dạ anh em. Ví dụ như người ta nói á, giống như bình thường ta nói trời ai mà lông tay lông chân nhiều hoặc là lông nhiều tức là nhu cầu, tức là mạnh, đúng không? Còn thử không là tôi yếu. Mạnh hay yếu? Trời ơi, lột áo kìa thì tôi em tính estrogen hay là hay là testosterone hả? Dạ, anh là nam thì chắc chắn là anh sẽ có testosterone mạnh hơn, và mạnh chưa hơn chắc. Nhiều hay không thì thiên về cái việc mà anh nam tính hơn hay là hơi dịu, hơi nhóm nữ anh hơn. Là estrogen hơi nhiều đó. Tức là nhìn có thể em có thể phân tích được là cái phần liễu hay không liễu luôn. Dạ đúng rồi, nhưng mà cái này không chính xác 100% chị, tại vì theo là giống như ngoại hình thôi. Nhưng mà sao em cứ lảng tránh câu trả lời câu hỏi của chị vậy? Cộng long, đúng rồi, đúng rồi, có chị là cộng long. Không phải cộng long, vấn đề của chị là anh Linh. Thôi em nói sợ anh Linh giận á. Nói đi. Thôi được sao, rồi nói đi em. Thôi được rồi, trong cuộc sống có những sự thật không cần phải nói ra. Không. Con bé nó sợ anh giận. Không có giận, cứ nói đi. Anh thôi, giận ai cho nó. Nói là biết rồi. Cứ nói đi, anh không, yếu hay mạnh. Em có ý chút xíu nha. Ừ. Anh ấy giảm cân chút xíu. Nó phải rồi. Hơi tôi... mập thì cái vấn đề nguyên bộ máy nó sẽ liên quan với nhau. Hơi mập thì nó sẽ không được khỏe mạnh cho lắm. Ý em nói mập là yếu sinh lý hả? Một phần ảnh hưởng anh ạ. Vậy mấy người ốm mạnh à? Người ốm nhưng mà họ giống như không phải là ốm theo kiểu thiếu dinh dưỡng, mà họ ốm theo kiểu săn cơ á, thì chắc chắn thì cơ thể họ anh. Sức khỏe họ mạnh thì tất cả các cơ quan cũng sẽ được bình thường. Anh Linh à, thôi mình đừng nói gì nữa, bởi vì người ta là cô giáo dạy sinh học, anh hiểu không? Đó là lý thuyết. Đó là lý thuyết hả? Thực hành nó khác. Đúng rồi anh. Dạ. Chưa chắc mập đôi khi nó cũng mạnh lắm mà. Dạ. Thôi dẹp cái chuyện nó qua bên, mình trở lại chuyện làm mai đi. Tự nhiên nãy giờ vô là mai làm nhỏ ngồi đi, thấy nó mập nó cười hoài rồi. Dạ. Mập không yếu nha. Dạ. Dễ rồi. Thương hết sức. Tôi hiểu rồi. Vậy thì thôi bây giờ mình sẽ gác cái chuyện sinh học qua một bên. Dạ. Mình sẽ nói chuyện tình yêu. Bây giờ bỏ chuyện sinh học đi, nói chuyện sinh đẻ đi. Quên. Thôi mình nói chuyện sinh sản được không? Rồi bây giờ vậy nè, nói em muốn tìm người yêu thế nào, ốm hay mập, cao lùn hay là thế nào, cho anh biết coi. Dạ. Thực sự thì em cũng hy vọng là em tìm được một bạn trai, chẳng hạn tại vì em hơi mảnh mai chút xíu thì em sẽ tìm một bạn trai khỏe mạnh, với càng tập gym cho nó có cơ thì càng tốt, có sự quyến rũ, có sự quyến rũ về nam tính. Mày không có cơ đi lắm. Rồi thực ra thì em cần một người trưởng trạc và thông minh, tại vì
Em cũng đôi lúc thì cũng có những cái không biết là cuộc sống có những cái gọi là va chạm thì em không giải quyết được, thì em cần một người tư vấn cho em. Vì thế cho nên em rất là cần một người thông minh và có tiếp xúc nhiều với xã hội á, giống như là một người thầy đối với em trong cuộc sống. Người là gọi là vững ngoài đời đó. Dạ đúng rồi. Trải nghiệm ngoài đời. Tại vì em toàn là lý thuyết không à. Đúng rồi, em lý thuyết không mà mập. Cho nên em cần một người thực tế hiểu biết nhiều. Em có mẫu hình lý tưởng nào không? Ngoại hình thì tại vì em cao cũng 1m65 thì 65. Dạ. Thì bạn trai cỡ 1m65 được rồi, trở lên được rồi. Ok. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ thì hiện tại tới bây giờ thì em có hai mối tình. Mối tình là gọi là song phương và một mối tình là đơn phương. Và mỗi mối tình thì kéo dài 2 năm. Sao chia tay? À, mối tình song phương là tại vì người đó ở quê, em ở thành phố và em không chuyển được việc về, còn người đó thì không thể vào thành phố với em được. Thì bắt buộc thì hai người có lối đi riêng. Anh có mập không? Anh nó không mập đâu. À, thì được rồi. Vậy là em muốn tìm một người lý tưởng như thế. Bây giờ mình kêu đưa tiêu chí thì mình có được không? Dạ, đảm bảo hết anh. Đảm bảo đúng không? Dạ. Thôi, cô giáo dễ thương lắm. Dạ. Nhung, nãy em có nói là em đã từng em xa đúng không? Tức là ở ngoài quê, em ở đây. Thì nếu như hôm nay cả hai bạn có duyên với nhau nhưng lại yêu xa thì sao? Tại vì vẫn là một người ở Bình Thuận, bạn kia ở La Ghi để kinh doanh, để quản lý quán cà phê, em lại ở thành phố Hồ Chí Minh và đi dạy học, lại yêu xa một lần nữa thì em nghĩ sao? Thật sự thì nghe bạn nói là bạn ở Bình Thuận thì em thật sự cũng sợ cái vết xe đổ lần trước, là mình có tình cảm nhưng mà mình không đến được với nhau. Được rồi chị, để coi thử là cái sự giải quyết nằm ở nhà trai như nào ha. Chàng trai ơi. Dạ chào chị. Bây giờ là cũng ở xa, một người ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Một người ở Bình Thuận. Dạ. Thì bây giờ nếu như Nhung đồng ý về Bình Thuận, Nhung đồng ý về Bình Thuận với điều kiện là em có thể là lo việc làm, xin dạy ở một cái trường nào đó Bình Thuận cho Nhung thì em làm được không? Dạ, em sẽ cố gắng hết sức và em nghĩ là có thể được. Có thể được hả? Dạ. Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em thì em đã từng trải qua 2 mối tình. Dạ, mối tình thứ nhất thì em vừa học vừa làm ở đây, thì quen một bạn nữ đó trong một cái trung tâm. Rồi nói chung là hai tụi em cũng có nhiều cái kỷ niệm lắm, nhưng mà khi mà sau này thì hai tụi em là cãi nhau, rồi có một số cái bất đồng quan điểm, cho nên là cuối cùng là tụi em là quyết định chia tay. Vậy có mối tình thứ hai? Còn mối tình thứ hai thì nó ngắn hơn, thì em quen với bạn đó thì cũng yêu xa, rồi cuối cùng thì bạn nữ đó đi du học và có định hướng ở lại bên đó luôn, cho nên là tụi em cũng là quyết định là cái mối tình đó kết thúc cách đây bao lâu rồi em? Dạ cũng hơn 2 năm rồi. Hơn 2 năm? Dạ. Vậy hơn 2 năm qua có ai, em có thích ai hoặc là có ai thích em không? Dạ hơn 2 năm qua thì nói chung cũng có để ý một số bạn, nhưng mà cũng do em rất là ngại thể hiện cho nên là cũng chưa có quen được ai. Và bạn bè em thấy vậy cũng chọc ghẹo em ghê lắm, cho nên là chọc ghẹo em sao? Cứ nói em là không có quen gái, thích quen trai, cho nên là hôm nay là em phải quyết định tham gia chương trình này để chứng tỏ cho bạn em thấy và để kiếm một cái mối tình phù hợp với mình. Ai chọn màu áo này cho em? Dạ em chọn. Sao em lại chọn màu hồng? Dạ em chọn màu hồng để cho tạo cái sự ấn tượng với bạn nữ, là thấy cái tính em hiền để bạn chọn. Bạn nữ của chị là cô giáo dạy sinh học, đợi chị xíu em. Ơi, bạn nam chọn áo màu hồng, vậy thì cái gì hồi nãy em nói đó, hai cái đó. Dạ, testosterone có mạnh hơn estrogen hay không? Dạ. Thì em nghĩ đi, màu sắc anh ấy chọn màu hồng. À, thực ra thì đa phần chúng ta đều thích màu hồng, tại vì khi trẻ sinh ra là đã có một cái sự ấn tượng là thích màu hồng rồi. Có lẽ là tâm hồn của anh ấy thường như một đứa trẻ. À không, là rất là thoải mái và dễ thương. Em nghĩ là vậy. Màu hồng là màu nam tính số 1 đó mà. Phải không anh? À, dạ. Anh chọn màu hồng, màu áo. Ngay cả cái món quà anh chọn cũng hồng. Ráng nghe cưng. Lần chuyến này đi là phải đem bạn gái về để cho bạn bè xung quanh mình không có chọc nữa. Dạ, đúng biết rồi. Ta chọc mình
đi bản của hàng hòn, chọn áo màu hồng. Thiệt sự rồi. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ giao lưu với người thân. À, Nhung, hôm nay em tới tham gia chương trình đi với ai? À, dạ, em đi với lại ba mẹ em từ quê vào. À. Và có anh trai em. Và có mẹ nuôi của em nữa ạ. À. À, anh trai đồng mẹ nghiệp, nuôi. Có cô hiệu phó hiệu của nhà trường. À. Dạ. Và có các chị và các cô đến ủng hộ em ạ. À. Dạ. Lực lượng đàn gái đông đảo quá nhờ. Dạ. Xin chào cả nhà đàn gái. Hai MC Quyền Linh với Nam Thư. Dạ, dạ. Tôi là bố của Nhung. Dạ. Xin chào tất cả khán giả có mặt và coi xem chương trình truyền hình hôm nay. Thì tôi có nhận xét về Nhung thế này. Nhung là tôi thì gia đình ở trên Đa My Bình Thuận. Gia đình thì đông con. Nhung là thứ tư. Dạ. Tôi 6 đứa con lận, 5 gái 1 trai. Hiện nay là mẹ của Nhung. Dạ. Hiện nay hai ông bà ở nhà làm nông thôi. Dạ. Còn Nhung thì từ nhỏ là ở tôi thì nhà trường xa, cho nên là học lên cấp 3 là đã phải thuê nhà trọ ở Ma Lâm á. Nói Ma Lâm thì đừng trai và mọi người đây biết là học và dạ, đi dạy thì ở thành phố. Dạ. Còn bây giờ thì ở bên đằng trai thì có cho hỏi cái là gia đình được đông con không? Rồi bố mẹ sao? Dạ, con là con trai út, còn con còn hai chị nữa bác. Hiện tại ba dạ, con đang sống chung với lại ba mẹ. Dạ. Rồi thì nếu mà hai đứa đi đến hôn nhân thì cách trở như vậy thì bên đàn trai có giải quyết được để đi lại gần với nhau không? Dạ, nếu mà hai bác cho phép con và Nhung quen nhau thì con nghĩ cái khoảng cách mà trong cái tỉnh Bình Thuận của mình nó không có xa lắm đâu. Dạ, từ bên Tánh Linh và La Di thì con nghĩ là cũng rất là gần. Còn về cái công việc của Nhung, nếu mà Nhung về được ở La Di thì con sẽ cố gắng hết sức để lo cho Nhung có một cái công việc ổn định, nên hai bác cứ yên tâm ạ. Dạ. Vậy thì nói chung là bác đồng ý đó. Dạ, con cảm ơn bác. Dạ. Hai đứa là lên đây cũng là cái duyên thì cho một cái cơ hội để tìm hiểu và đi sâu hơn. Rồi. Alo, xin chào MC Quyền Linh, xin chào Nam Thư và xin chào khán giả ở trường quay. Thì đầu tiên là xin nhận xét về em trai. Tuy là mặc áo màu hồng nhưng mà rất là chuẩn, rất là đẹp trai. Phải nói là một người rất là vui tính. Thì mình cảm thấy là mình có cơ hội thì hãy tạo cơ hội cho nhau nha các em. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Đây là ai hả Nhung? À dạ, đây là gọi là anh trai ở thành phố của em và giúp đỡ em rất là nhiều, và anh là chuyên viên của một bộ môn sinh của quận Bình Tân. À dạ. Tức là cũng là giáo viên. Là, dạ, cũng là đồng nghiệp nhưng mà làm bên quản lý. Dạ, dạ, cũng là đồng nghiệp của Nhung. Dạ rồi, cảm ơn chị đàn gái bên mình. Xin mời, xin mời đàn trai. Đàn trai. Dạ, hôm nay em đến đây với chị của em và bạn của em ạ. À. Dạ, chị ruột á hả? Dạ, chị ruột em. Dạ. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào bạn Nam Thư với lại con chào gia đình bên kia ạ. À. Thì xin cho em nói trước về cái bạn gái. Thật sự khi mà chị thấy em bước lên là chị ưng rồi. Nói chung cái bộ đồ của em mặc á, là chị biết là sẽ hợp với Hưng. À, cái thứ hai là em cũng biết là Hưng có nói á, là Hưng là con em con trai út và có hai chị. Thì chị cũng thương nó nhất tại vì chị cũng có một mình nó là em à. Chị đã đi cùng với nó 30 mấy nồi bánh chưng. Dạ. Thì những cái năm tháng mà nấu bánh chưng còn lại, chị muốn có nó có một người phù hợp để cùng với nó song hành. Thì mình trẻ thì mình hay dùng từ là con người thích nhau bởi cái feeling đầu tiên. Thì đối với em thì cái feeling đầu tiên khi mà thấy em ra
thấy em nói chuyện, thấy em chia sẻ, và kể cả gia đình em chia sẻ là chị thấy rất là phù hợp với lại em trai của chị. Hay em quá. Cảm ơn chị ạ. Cảm ơn bạn trai. Bây giờ thì tụi em đã nghe hết mọi người góp ý, bây giờ nói chuyện vui qua lại hết rồi, cũng cảm nhận về nhau rồi. Quan trọng vẫn là cái ánh mắt đầu tiên, cái feeling đầu tiên nha. Cảm nhận có rung động hay không? À, mở rào. Bắt đầu đi Hưng. Chào em. Dạ, chào anh. Anh tặng em món quà nhỏ. Dạ em cảm ơn. Rất vui được gặp em. Chưa đứng đó Hưng, đứng đó. Dạ. Em có món quà tặng anh là đáng lẽ em vẽ một bức tranh tặng anh, tại vì em thích vẽ mà, nhưng mà em đóng khung không có kịp. Dạ, cho nên là em mua một cuốn sách này nói về 101 cách để mà duy trì và giữ cho mình tình yêu bền vững và phát triển ạ. Em mong là nó sẽ giúp ích cho anh. Anh cảm ơn em, vẽ tranh anh nhận sao cũng được. Dạ. Ngồi ngồi đi Nhung. Không ấy cho em bấm nút luôn đi anh. Hả? Ông ấy cho em bấm nút luôn đi. Cho nút luôn hả? Em ơi. Dạ. Này là cái gì vậy? Tặng gì vậy? Dạ em mở ra chia sẻ không? Một xíu về món quà. À. Em tặng cho Nhung một thỏi son, là muốn cho đôi môi của Nhung lúc nào cũng mềm mại. À. Dạ, và tặng cho Nhung thanh sô cô la để chứng tỏ là cái tình cảm của em nó lúc nào cũng ngọt ngào như thanh sô cô la này vậy. Dạ, cảm ơn anh. Tặng khéo léo sô cô la với son. Ừ, ăn sô cô la vô mà có thật ra dạ. Thì thì đánh son. Thực em ra ơi, thì mong muốn của một người phụ nữ nào cũng vậy, là đều ao ước là được chàng trai tặng một thỏi son. Cho nên là em rất là thích cái món quà này. Cảm ơn em. Đó là mong ước hiện tại thôi. Còn sự mong ước lớn hơn của một người phụ nữ nữa là được một chàng trai tặng luôn một bộ đồ make up trang điểm, đúng không? Chứ không chỉ là thỏi son. Ừ, dạ. Son bình thường anh đừng có mơ ước đó em ơi. Không lẽ cả cuộc đời nó tặng son hoài hay sao? Mơ ước cái lớn hơn ha. Em đừng nói vậy, đừng nói vậy. Vậy muốn nói lại không? Mong ước của lớn nhất của một phụ nữ không chỉ là son, cũng là sờ nhưng mà đổi qua xoàn, hột xoàn chứ đừng có cái son. Đùi vui thí thôi. Em nhìn đàn trai ngay từ lần đầu tiên thì em cảm nhận như thế nào? Em có muốn test thử cái độ gì đó, hai cái gì đó em? Chị quên rồi. Trời đất ơi, giờ dạy sinh học nữa hả? Dạ. Phải test chứ. Dạ. Tại cô giáo mà. Rồi em nhìn em đang phân tích gì không? Dạ em thấy anh thật thà. Thật thà. Nó hơi mập đó em. Anh Linh kỳ quá. Anh Linh rất kỳ luôn á. Ai biểu nãy chê tôi mập chi? Mấy người mập yếu sinh lý á. Trời ơi là trời. Nãy nói tôi vậy tôi nhắc hoài à. Em. Nhưng mà em cao anh, nhưng mà em cao anh. Dạ. Đứng lên. Nhung, đưa chị mượn quà nha, chị giữ cho. Rồi. Mình test đi. Mình test đi, mình kiểm tra đi, chứng minh cho anh Linh thấy. Anh Linh nói sai. Nó hơi có bụng đó. Dạ thôi được rồi ạ. Dạ. Được rồi hả? Tức là nhìn thôi mà cũng có thể test được hả? Tức là cẩn thận nha. Dạ. Cô Nhung của chị là nhìn xuyên thấu được luôn á. Cái gì nữa không? Dạ cô Nhung là về môn sinh cho nên là cô Nhung nhìn cô Nhung biết rồi. À. Dạ, cho nên không cần phải chào cô đi, chào cô đi. Dạ. Chào cô Nhung. Ờ, chào em. Rồi thôi hai đứa ngồi xuống mình nói chuyện tâm sự với nhau. Tự nhiên đi ha. Đưa vô kiểm tra rồi nó kiểm tra bộ phận sinh sản rồi mệt. Thôi nói chuyện tình yêu đi. Hồi đó anh học sinh cũng yếu lắm thì chắc nhờ yếu. Em sau này bổ túc lại cho anh. Ủa giờ ví dụ như bổ túc mình học lại sinh cấp 2 làm gì? Dạ không, bổ túc để hiểu thêm về cái dạ. Dạ có duyên thì em sẽ chắc chắn là có duyên rồi. À, em cái ấn tượng về em lúc mà lần đầu tiên gặp anh thì như thế nào? Dạ em thấy anh rất là thật thà, nho nhã và giống một người bạn của em. Ồ vậy à, bạn trai cũ à? Dạ không ạ. Giống một người đồng nghiệp của em thôi, một người bạn ở trong trường. Làm anh lo. Dạ anh cho em hỏi là em hỏi thoải mái đi, em cứ hỏi đi. Dạ anh quan điểm như thế nào về tình yêu? Nói về tình yêu thì anh nghĩ là hai người cùng một cái suy nghĩ rồi chia sẻ một cách là coi như là cởi mở với nhau, không mình không có phải giấu giếm với nhau điều gì không trong cái cuộc sống thì mình
mỗi lần mà có cái vấn đề gì thì hai bên nên là cùng nhau là ngồi lại giải quyết một cách là thật là nghiêm túc đó, cho, để cho tránh là mình cái những cái xích mích mà không đáng rồi nó xảy ra thì từ đó nó sẽ tổn thương dần dần, thì anh nghĩ là vậy. Dạ, em cũng suy nghĩ là khi mà xích mích thì mình nên ngồi lại, cũng có thể là cãi vã, cũng có thể là to tiếng, nhưng rồi. Mà đừng có bỏ đi. Đúng. Thì mình sẽ không có giải quyết vấn đề ở đó, cuộc sống mà. Dạ. Bây giờ mình nói thêm về vấn đề yêu xa nè. Dạ. Rồi mình sẽ gặp nhau như thế nào, rồi hẹn hò ra sao, kế hoạch tương lai như thế nào, khi mà bao lâu chúng ta có thể tiến tới hôn nhân với nhau, và sau khi tiến tới hôn nhân với nhau thì kinh tế trong gia đình như thế nào, con cái ra sao, các bạn chia sẻ thẳng thắn đi. Dạ. Hiện tại thì cái phương tiện di chuyển từ La Di vào thành phố nó cũng có rất là nhiều, cách nhau cũng chỉ có 100 mấy cây số thôi, thì anh nghĩ là anh có thể là cuối tuần em nghĩ anh có thể là vào đây thăm em, hoặc là em có thể là về La Di thì về La Di chơi rồi tắm biển đâu này nọ đó. Hoặc là anh có thể là cùng em là về bên gia đình trên kia chơi, thì cái thời gian của anh cũng thoải mái đó. Còn về cái công việc của em, nếu mà chúng ta mà có thể tiến gần hơn thì anh sẽ cố gắng lo cho công việc em ổn định trước khi kết hôn. Còn về cái kinh tế thì hiện tại thì nói chung gia đình anh rất là thương anh, cho nên là ba mẹ anh cũng đã cho anh là có nhà riêng rồi, cho nên là em không phải lo về cái điều đó. Anh hiện tại là anh đang quản lý cà phê, nhưng mà anh có cái định hướng cho cái tương lai, nếu mà anh mà có gia đình rồi ấy, thì anh sẽ mở riêng một cái quán cà phê cho mình để kinh tế nó được ổn định hơn, để sẵn sàng để chào đón những đứa con của mình. Em cảm ơn. Một con đường tương lai rất là cụ thể đó. Cụ thể, rõ ràng. Không, giờ hồi nãy em mặc áo hường là chị còn ghẹo ghẹo, còn giờ nghe chia sẻ chị thấy em hết sức là đàn ông. Đúng rồi. Dạ. Anh nó chia sẻ xong thấy tương lai cũng một màu hường đó. Cái áo em không liên quan tới tính em đâu chị. Rồi, mình nói chút xíu về quan điểm con cái hai bạn. Dạ, em hỏi anh là anh suy nghĩ như thế nào về việc vai trò của người vợ và vai trò của người chồng trong một gia đình và đối với con cái? Em hỏi thì anh thấy em là người rất là sâu sắc. Về người vợ thì anh nghĩ là như em chia sẻ, em biết nấu ăn ngon thì đó là một cái điểm mạnh của em rồi. Thì nói về người vợ thì sau lưng người đàn ông thành đạt thì luôn có bạn phụ nữ. Thì anh nghĩ vậy, thì nếu mà một người phụ nữ mà biết quán xuyến hết được hết những cái việc trong gia đình, một người phụ nữ mà chín chắn, có thể là lo toan mọi việc thì là cái gia đình nó sẽ hạnh phúc hơn. Còn về người đàn ông thì cái trách nhiệm của người đàn ông thì phải gánh vác cái gia đình của mình rồi. Còn về nói về con cái á, thì con là do trời sinh, cho nên là bản thân anh á, thì anh hơi thích con gái hơn. Nhưng mà nếu mà con gái con trai thì đều là con của mình, không quan trọng. Anh nghĩ vậy. Mà nếu mà đẹp á, thì anh nghĩ là con gái đầu lòng và con trai thứ hai là sẽ rất là đẹp. Anh nghĩ vậy. Cô giáo ơi, mình vận dụng chuyên môn xíu. Rồi với cái giao diện tướng tá này thì ví dụ nhìn vô là trai gái, sinh trai hay đầu lòng hay gái đầu lòng hả cô giáo? Không, thực sự vì sinh trai sinh gái thì em là môn sinh, thì em có cách để canh được. Rồi. À, quá hay. Quá hay. Anh cũng giới thiệu sơ về anh. Anh trước khi anh về, tại lúc trước là anh cũng ở trong thành phố, anh học đại học cũng đây. Thì anh học về thể dục thể thao, nên em cứ yên tâm về điều đó. Rồi, vô, đẩy thuyền vô đúng luôn. Em học thể dục thể thao, em học bộ môn gì? Dạ, em học về chuyên về điền kinh. Cho nên mà về cái điểm mạnh của em thì tất cả các môn thể thao thì hầu hết em đều chơi được. À, dạ. Em học mạnh nhất về điền kinh. Dạ. Vậy là chạy giỏi. Dạ. Chạy nhảy giỏi. Trước giờ có hay bỏ chạy không cưng? Dạ không đó. À, không đối diện chứ không bỏ chạy. Dạ. Hay quá. Dễ thương hết sức. Rồi, nãy giờ mình chia sẻ, mình nói chuyện như vậy thì chị nghĩ là cả hai đã có cảm xúc về nhau, hiểu về nhau và hiểu thực sự là mình nghĩ gì về người đó rồi. Bây giờ mình nói ngắn gọn thôi, cảm nhận về nhau, sau đó chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Em nói trước đi. Dạ. Em có cảm nhận như là anh rất là chân thật và rất là gần gũi. Dạ. Anh chia sẻ xíu nhé. Về anh suy nghĩ, anh tuy anh mới gặp em thôi, nhưng mà anh cũng có cái cảm giác là mình đã là gặp nhau là
lâu lắm rồi. Thì anh hy vọng là mình hãy là cho nhau một cái cơ hội để anh dùng cái thời gian để có thể là chứng minh cho em thấy cái sự chân thành từ anh. Thì anh hy vọng điều đó. Hay. Dễ thương. Qua câu chuyện vừa rồi thì anh thấy một cô giáo rất là chững chạc. Đây là càng chững chạc hơn nữa. Anh không ngờ em có những cái suy nghĩ sâu như thế. Dạ, thật sự là anh nãy em đấy. Dạ, cảm ơn. Một chàng trai còn rất trẻ nhưng đã có một cái kế hoạch rất là cụ thể. Một cô giáo cũng đang có một cái tương lai rất là tốt. Anh nghĩ rằng hai em năng động sáng tạo, những con người trẻ của một thời hiện đại có thể kết hợp với nhau để phát triển tương lai và sinh con đẻ cái theo ý muốn. Bởi vì em nó có thể can thiệp đúng không? Khó lắm em. Ngày xưa anh cũng nói vậy đó. Mà không được đâu. Nói chung là sinh con là do trời cho. Mình sinh trai gái gì cũng được hết trơn á. Đừng có can thiệp vào tất cả mọi chuyện đó. Bây giờ thì chúng ta nhắm mắt lại 30 giây để suy nghĩ xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Đã đến lúc chúng ta phải thật với con tim của mình. Để tay vào nút bấm đi. Nút bấm là của chúng tôi, quyết định là của các bạn. Thật sự cảm giác đây là một nửa yêu thương, hẳn bấm nha. Chuẩn bị. Trời ơi. 3 2 1 Hết thời gian. Em gái, mời Nhung. Em không bấm. Em có thể chia sẻ lý do không? Có thể là anh buồn, nhưng mà em nghĩ là chúng ta không phải là một nửa của nhau. Em để dành người phù hợp với mỗi người hơn. Anh tôn trọng quyết định của em. Dạ. Em gái. Em anh một cái để là giống như là anh trai. Rồi, cảm ơn em nhiều. Em gái. Một câu chuyện thế này nè, anh bất ngờ quá. Anh rất là bất ngờ trong câu chuyện này. Em nói là mình chưa phù hợp với nhau, chưa phải là một nửa của nhau. Em có thể cho anh biết một chút lý do bởi anh rất là bất ngờ về câu chuyện này. Dạ, tại vì em tiếp xúc với nhiều người cũng từ nhỏ đến giờ, nhưng mà hầu như thì nó mang lại cho em cảm xúc thân thuộc như người anh trai hoặc là gần gũi giống người bạn, thì nó không có làm cho trái tim em rung động. Còn khi em gặp mà người em muốn quen thì nó sẽ cảm thấy hồi hộp, rung động và có gì đó cuốn hút hơn. Ừ, nhưng mà cái đó em cảm nhận, em cảm nhận cảm xúc của em à. Tại vì em là con người sống độc tâm. Em rất là quan trọng về tình cảm. Chị tôn trọng quyết định của em. Một cái kết hết sức là tiếc nuối, đầy tiếc nuối. Với lại là một nửa nữa là em sợ vết xe đổ của mối tình trước. Là hai người ở hai nơi và không thể nào. Đừng lo sợ em điều ơi, đó. Em ơi, đừng bao giờ nghĩ là cái lần đó nó xảy ra rồi thì nó lần xảy ra nữa. Tất cả cái sự chân thành của bạn ấy em không cảm nhận được sao? Tất cả mọi người đây anh nghĩ rằng ai cũng cảm nhận được sự chân thành của chàng trai. Có thể là con tim em chưa rung động, nhưng anh nghĩ rằng em không nên sợ bất kỳ điều gì cả. Bởi vì nếu như mà em sợ thì chúng ta sẽ không tìm được nửa yêu thương của mình đâu. Cuộc sống mà. Đừng có sợ những cái gì mà biết sao lúc đó nó khác, bây giờ nó khác. Là em có nghĩa là em muốn có một cái con đường đi vững chãi. Và nghĩ là con đường đó hai người đi chung với nhau chắc chắn. Rồi và mình sẽ có cảm xúc rung động. Vừa có sự lý trí vừa có tình cảm. Thì lúc đó thì em sẽ dành tình cảm đó. Tại vì khi em yêu thì em yêu rất là nhiều. Và em không có nhìn xung quanh. Khi xác định mục tiêu của mình có thể đến với nhau thì em yêu rất là nhiều. Chúng tôi luôn luôn trân trọng những cái quyết định của những người chơi ở đây. Chứ thật sự là nuối tiếc đó các bạn. Anh đây. Thấy rất tiếc trong điều này. Em giữ lấy món quà của bạn ấy giống như là một kỷ niệm lần đầu tiên thôi. Chúng ta gặp quà bạn tặng và quen yêu. Nhau. Dạ. 1001 bí quyết để tình yêu thăng hoa. Em nghĩ là cuốn sách này sẽ có phần giúp anh tìm được một nửa của mình. Anh cảm ơn em. Anh cũng là hy vọng, tuy là mình không có duyên về cái tình yêu thì mình cũng có duyên về cái tình bạn. Thì anh cũng mong là mình sẽ thường xuyên giữ cái liên lạc, đúng không? Để có thể là y như là một người bạn kết một người bạn, đúng không? Dạ được ạ. Em rất là vui khi được anh làm bạn. Một phần quà dành cho các bạn đó là một
cặp gối của Vinalatex. Dạ, em cảm ơn. Và một món quà của Cacao Việt Nam, mật của đất, gửi tặng các bạn. Hy vọng rằng trong cuộc sống chúng ta sớm tìm một nửa yêu thương của mình, nó ngọt ngào những thanh sô-cô-la này. Và đây là bộ mỹ phẩm chăm sóc da đến từ thương hiệu One Today do công ty mỹ phẩm Đăng Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc, gửi tặng đến các bạn. Còn nữa, và đây là món quà đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Một nồi cơm điện, đây, gửi tặng đến các bạn. Thật là đáng tiếc nhưng cảm xúc thì không thể cưỡng cầu được. Dạ, một lần nữa cảm ơn các bạn đã đến và tham gia chương trình. Chúc cho em sẽ sớm tìm được hạnh phúc của mình. Và em cũng vậy. Dạ. Cảm ơn các bạn. Xin mời. Cảm ơn.